Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Xin tất cả cộng đoàn chúng ta cùng nhau hiệp ý dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu xin Chúa giúp chúng ta theo dõi những nghi thức trong thứ sáu tuần thánh hôm nay hợp với Đức Kitô chịu chết và sống lại. Chúng ta cầu xin Chúa ban nhiều ân lành cho chúng ta, nhất là hợp với hy sinh của Chúa Kitô trên thập giá, dâng những hy sinh hàng ngày của chúng ta cho Chúa. Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một Chúa đồ mau đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thanh hoa và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Này tôi tớ ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời, cũng như nhiều người đã kinh ngạc, vì thấy người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa. Cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người, vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nghe, và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây từ đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích. Bị người đời khinh rẻ như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh rẻ. Bởi đó, chúng ta không kể chi đến người. Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngả. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người hiến thân vì người tình nguyện, và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết. Và như chiên non trước mặt người xén lông, người thinh lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và án lệnh, người đã bị tiêu diệt. Ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa? Bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống. Vì tội lỗi dân ta, ta đánh phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác. Nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang. Mặc dầu người đã không làm chi bất chánh, và miệng người không nói lời gian dối, Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu.
nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, ta trao phó nhiều dân cho người, người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh. Bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân, người đã mang lấy tội của nhiều người và đã cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời Chúa. Công mình xin cứu chữa con, con phó thác hồn con trong tay Chúa. Lạy Chúa đấng tin chung, xin giải cứu con. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Trở nên đổ nhục với những người thù, nên trò cười cho khách lân ban và mối lo cho người thân quen. Gặp con ngoài đường họ liền lánh xa, con bị lãng quên như người đã chết, như cái bình bị vỡ tan. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Phần con Chúa ơi, con tin cậy nơi Ngài, con đã kêu lên rằng Ngài là Thiên Chúa con, vận mạng con ở trong tay Chúa. Xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại con. Cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan diệu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Lòng chư vị hãy vững tâm kiên cường, hết thảy chư vị là người cậy trông Chúa Trời. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ việc tuyên xưng đức tin của chúng ta, không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi,
Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và vì lòng thành kính, Người đã được nhậm lời. Dầu là con Thiên Chúa, Người đã học quân phục do những đau khổ Người chịu. Và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người. Đó là lời Chúa. Đức Kitô đã vì chúng tôi mà trở thành vâng phục đến chết, chết trên cây thập tự. Mà chính vì thế Thiên Chúa đã nâng Ngài, nâng lên trên khắp cả, và ban cho Ngài một danh hiệu cao vời. Danh hiệu cao vời là một danh hiệu trên khắp cấp mọi dân. Bài thương con Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu đi bơi môn đệ sang qua suối Cê-rôm. Ở đó có một khu vườn, Người vào đó cùng với các môn đệ. Giu-đa kẻ phản bội đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giê-xu thường đến đây với các môn đệ, nên Giu-đa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các thượng tế và biệt phái cấp cho. Nó đến đây với đèn đuốc và khí giới. Chúa Giê-xu đã biết mọi sự sẽ xảy đến cho mình, nên Người tiến ra và hỏi chúng rằng: các người tìm ai? Chúng thưa rằng: Giê-xu Na-za-rết. Chúa Giê-xu bảo rằng: này ta đây. Giu-đa là kẻ định nộp Người cũng đứng đó với bọn chúng. Nhưng khi Người vừa nói này ta đây, bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng rằng: các người tìm ai? Chúng thưa rằng: Giê-xu Na-za-rết. Chúa Giê-xu đáp lại rằng: ta đã bảo các ngươi rằng ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói. Những kẻ cha đã trao phó cho con chẳng để mất người nào. Bây giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tai bên phải. Đầy tớ ấy tên là Manco. Nhưng Chúa Giê-xu bảo Phê-rô rằng: hãy xỏ gươm vào bao trên thầy đã trao cho, lẽ nào thầy không uống? Bây giờ toàn quân trưởng toàn và vệ binh của người Do Thái bắt Chúa Giê-xu trói lại, rồi điệu Người đến nhà ông Anna trước, vì ông ấy là nhạc phụ của ông Cai-pha, đương làm thượng tế năm này.
chính Cai-pha là người đã giúp ý kiến này cho người Do Thái. Để một người chết thay cho cả dân thì lợi hơn nhiều. Còn Phê-rô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giê-xu. Người môn đệ này quen vị thượng tế nên cùng với Chúa Giê-xu vào trong sân vị thượng tế, còn Phê-rô lại đứng ngoài. Vì thế môn đệ kia là người quen với vị thượng tế nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phê-rô vào. Cô nữ tỳ gác cửa liền bảo Phê-rô rằng: có phải ông cũng là môn đệ người này không? Ông đáp lại rằng: tôi không phải đâu. Đám thuộc hạ và vệ binh có nhóm một đống lửa và đứng đó mà sưởi vì trời lạnh. Phê-rô cũng đứng đó sưởi với họ. Vì thượng tế hỏi Chúa Giê-xu về môn đệ và giáo lý của người, Chúa Giê-xu đáp rằng: tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ, tôi hằng giảng dạy trong nơi hội đường và trong nơi đền thờ, nơi mà người Do Thái thường tụ họp. Tôi không nói chi thầm len cả. Tại sao ông hỏi tôi? Ông cứ hỏi những người này đã nghe tôi về những điều tôi đã giảng dạy. Họ đã qua rõ điều tôi nói. Nghe vậy một tên vệ binh đứng đó và mặt Chúa Giê-xu mà nói rằng: người trả lời vì thượng tế như vậy ư? Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu tôi nói sai hãy chứng minh điều tôi sai đó, mà nếu tôi nói phải thì tại sao anh lại đánh tôi? Rồi ông Anna cho giải người vẫn bị trói đến cùng vị thượng tế Cai-pha. Lúc ấy Phê-rô đang đứng sưởi, họ bảo ông rằng: có phải ông cũng là môn đệ người đó? Ông trôi và nói rằng: tôi không phải đâu. Một tên thuộc hạ của vị thượng tế có họ với người bị Phê-rô chém đứt tay, cãi lại rằng: tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người đó sao? Phê-rô lại trôi nữa và ngay lúc đó gà liền gáy. Bây giờ họ điệu Chúa Giê-xu từ nhà ông Cai-pha đến dinh quan tổng trấn. Lúc đó tảng sáng và họ không vào dinh để khỏi bị nhơ bẩn và để có thể ăn lễ vượt qua được. Lúc đây quan Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và nói rằng: các người tố cáo người này về điều chi? Họ đáp lại rằng: nếu hắn không phải là tay sai ta, chúng tôi đã không nộp cho ngài. Quan Phi-la-tô bảo họ rằng: các ngươi cứ bắn và xét xử theo luật của các ngươi. Nhưng người Do Thái đáp lại rằng: chúng tôi chẳng có quyền giết người nào. Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói: người sẽ phải chết cách nào? Bây giờ quan Phi-la-tô trở vào dinh gọi Chúa Giê-xu đến mà hỏi rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp rằng: quan tự ghi nói thế,
hay là có người khác nói qua về tôi? Quan Phi-la-tô đáp rằng: ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm chi? Chúa Giê-xu đáp rằng: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những thuộc hạ của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Quan Phi-la-tô hỏi lại rằng: vậy ông là vua ư? Chúa Giê-xu đáp rằng: chính quan đã nói tôi là vua. Tôi sinh ra là đến trong thế gian này là để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Quan Phi-la-tô hỏi người: chân lý là chi? Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ rằng: ta không thấy nơi người này có lý do để khép án. Nhưng theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phong thinh cho các ngươi một tù nhân vào dịp lễ vượt qua. Vậy các ngươi có muốn ta phong thinh vua Do Thái cho các người chăng? Họ liền la lên rằng: không phải tên nhau, nhưng là Baraba. Baraba là một tên cướp. Bây giờ quan Phi-la-tô truyền đem Chúa Giê-xu đi đánh đòn. Bọn linh trang kết một chiều thiên bằng gai nhọn đội lên đầu người, và chung mặc cho người một áo choàng đó. Rồi chung đến ngân ngườn gần người và nói rằng: cầu vua Do Thái. Rồi chung vả mặt người. Quan Phi-la-tô lại ra ngoài và nói rằng: đây ta cho dân người ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lý do để kết án. Bây giờ Chúa Giê-xu đi ra, đội mũ gai và áo đó. Quan Phi-la-tô bảo họ: đây là người. Vừa thấy người, các thượng tế và vệ binh liền la to rằng: công binh nó vào thăm xa, công binh nó vào thăm xa. Quan Phi-la-tô bảo họ: đây các ngươi cứ bắn và đóng đinh ông vào thầm xa. Phần ta không thấy có lý do nào kết tội ông được. Người Do Thái đáp lại: chúng tôi đã có luật và theo luật cho nó phải chết, vì nó tự xưng là con Thiên Chúa thần. Nghe lời đó, quan Phi-la-tô càng hoảng sợ hơn. Ông trở vào dinh và nói với Chúa Giê-xu rằng: ông ở đâu thế? Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại câu nào. Bây giờ quan Phi-la-tô bảo người: ông không trả lời ta ư?
ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông ra. Chúa Giêsu đáp rằng: Ngài chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho Ngài. Vì thế nên kẻ nộp tôi cho Ngài thì mắc tội nặng hơn. Từ lúc đó quan Phi-la-tô tìm cách tha người, nhưng người Do Thái la lên rằng: Quan Phi-la-tô vừa nghe lời đó liền cho điệu Chúa Giê-xu ra ngoài. Rồi ông lên ngồi tòa xứ nơi gọi là Nền Đa, tiếng Do Thái gọi là Gắp-ba-tha. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu áp lễ vượt qua, quan Phi-la-tô bảo dân rằng: Đây là vua các ngươi. Nhưng họ càng la tỏ rằng: Xếp đi, xếp đi, không nên nó đi. Quan Phi-la-tô nói rằng: Ta đóng đinh vua các người ư? Các thượng tế đáp rằng: Bây giờ quan giao người cho họ đem đi đóng đinh. Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi và trinh người vác thập giá đến nơi kia gọi là núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gôn-gô-tha. Ở đó họ đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Quan Phi-la-tô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá. Bảng mang hàng chữ này: Giê-xu Na-za-rét là vua dân Do Thái. Nhiều người Do Thái đọc được bảng đó vì nơi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết bằng tiếng Do Thái, Latin và Hy Lạp. Vì thế các thượng tế đến thưa với quan Phi-la-tô rằng: Xin đừng biết vua dân Do Thái, nhưng nên biết người này đã nói ta là vua dân Do Thái. Quan Phi-la-tô đáp rằng: Điều ta đã viết là đã hiến. Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá rồi, thì họ lấy áo người chia làm bốn phần, cho mỗi người một phần. Còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đan liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau rằng: Chúng ta đừng xé áo hầu ưng nghiệm lời kinh thánh rằng: Chúng đã chia nhau áo ta và đã rút thăm áo dài. Trinh quân linh đã làm điều đó. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria và ông Leopa và Maria Madalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ mình yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: Hỡi bà, đây là con bà. Rồi người lại nói với môn đệ rằng: Này là mẹ con. Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình.
Sau đó vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời kinh thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói rằng: Ta khát. Ở đó có một bình đầy dâm, họ liền lấy miếng bông biển thâm đầy dâm cắm vào đầu nhành cây hương thảo đưa lên miệng người. Khi đã nếm dâm rồi, Chúa Giêsu nói rằng: Mọi sự đã hoàn tất. Và người gục đầu xuống chút hơi thở cuối cùng. Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là ngày đại lễ nên người Do-thai xin quan Phi-la-tô cho đánh dập ông chân tội nhân và cho cất xác xuống. Quân lính đến đánh dập ông chân người thứ nhất và người thứ hai cũng chịu treo trên thập giá với người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giê-xu, họ thấy người đã chết nên không đánh dập ông chân người nữa. Tuy nhiên một tên lính lấy dao đâm cánh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cho anh em cũng tin nữa. Nhưng việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh rằng: Người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của người. Lời kinh thánh khác rằng: Họ sẽ đem đâng, họ đã đâm thâu qua. Sau đó Giuse, người xứ Arimathia, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín vì sợ người Do Thai, xin quan Phi-la-tô cho phép cất xác Chúa Giê-xu. Quan Phi-la-tô cho phép và ông đến cất xác người. Ni-cô-đê-mô cũng đến, ông là người trước kia đã gặp Chúa Giê-xu ban đêm. Ông đem theo chừng 100 cân mộc dược trộn lẫn với hương trầm. Họ lấy xác Chúa Giê-xu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm, theo tục Do Thai khăn liệm người. Ở nơi Chúa đóng đinh có một khu vườn, và trong vườn có một ngôi mộ mới chưa chôn cất người nào, vì là ngày chuẩn bị của bí lễ của người Do Thai, và ngôi mộ lại rất gần nên họ mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó. Đó là lời Chúa. Lạy Kitô, ngợi khen Chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn thân mến, này con xin đến để thực thi ý Chúa. Chúa Giêsu đã nói câu đó với Thiên Chúa Cha, bởi vì Thiên Chúa Cha đã sai Ngài xuống trần gian để giải thoát con người khỏi tội và sự chết, đưa con người trở về tình trạng ban đầu để làm con Chúa và xứng đáng hưởng danh nghiệp của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, qua bài thương khó mà Thánh Gioan ghi lại, gợi lên cho ông bà anh chị em một vài suy nghĩ. Suy nghĩ thứ nhất, con người Đức Kitô là con Thiên Chúa, Ngài không phạm tội, không làm mất lòng Thiên Chúa, Ngài luôn luôn trung thành với Thiên Chúa là Cha. Ngài đến để thực hiện trọn vẹn ý của Thiên Chúa Cha. Nhưng
đối với con mắt người đời. Họ nhìn và họ quan niệm Đức Kitô phải trở thành một con người đến để giải thoát áp bức bóc lột của người Roma đối với người Do Thái, người quê hương dân tộc của Chúa Giêsu. Nhưng Ngài đến không phải làm theo ý của loài người, mà là làm theo ý của Thiên Chúa Cha. Con đến để thực hiện ý Cha. Và chính vì thực hiện ý của Thiên Chúa Cha, Ngài đã rào khắp nước Do Thái, rao giảng tin mừng, làm các việc lạ và thể hiện cái tình yêu thương xót của Ngài đối với dân Do Thái nói riêng và nhân loại nói chung. Nhưng cái tình thương mà Thiên Chúa tỏ bày và thể hiện cho loài người, nhưng loài người lại không đáp lại và không nhận ra tình thương nơi Đức Kitô. Loài người nói chung và dân tộc Do Thái chỉ mong Chúa Giêsu sẽ trở thành một vị lãnh đạo dân Do Thái, giải phóng dân tộc của họ áp bức bóc lột của đế quốc Roma. Ngài sẽ là vua của họ và họ mong mỏi Ngài sẽ khôi phục nước Do Thái. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, họ chờ đợi, họ hy vọng, nhưng Chúa Giêsu không làm theo ý của họ, mà Ngài làm theo ý của Chúa Cha. Và chính vì đó mà họ quay ra, thay vì tôn thờ, thay vì ca tụng, thì họ lên án. Cái bản án rất là bất công đối với Chúa Giêsu, nhưng đối với người Do Thái đó là công bằng, bởi vì ông là con người nổi loạn, xúi dân làm loạn, phá hủy đền thờ 3 ngày rồi quay dựng lại, vi phạm luật Sa-bát. Chính vì những điều đó mà họ đã kết án của nên Ngài, và kết án hoàn toàn mà bất công, kết án một con người vô tội. Có lần Chúa Giêsu nói khi mà quân giữ vả Ngài, đánh Ngài, tại sao đánh tôi? Nếu tôi nói sai thì hãy cho tôi biết nói sai điều này, còn nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi? Đấy, thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà họ vẫn kết án một cái bản án hoàn toàn bất công với con người vô tội là Đức Kitô. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu hoàn toàn thực hiện ý của Thiên Chúa Cha, đó là giải thoát con người khỏi tội sự chết, để đưa con người trở lại tình trạng ban đầu, được sống trong tự do và tình thương của Thiên Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu chấp nhận tất cả, chấp nhận cái bản án bất công, chấp nhận vấn đề chết tử hình trên thập giá, hoàn toàn là vâng theo ý Thiên Chúa Cha. Thưa quý ông bà anh chị em, qua suy nghĩ đó muốn gửi lên cho ông bà anh chị em, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta luôn luôn nhắc nhở tôi là con cái Thiên Chúa, và hàng ngày chúng ta đọc lạy Cha chúng con ở trên trời. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thực hiện ý của Chúa Cha trong đời sống của chúng ta như Chúa Kitô đã thực hiện không? Đó là vấn đề mà hôm nay tôi muốn gửi lên để mỗi người chúng ta suy nghĩ, mình là con Thiên Chúa và Thiên Chúa là Cha. Vậy thì chúng ta có thực hiện ý của Thiên Chúa Cha trong đời sống của mình hay không? Hay là chúng ta thực hiện ý của mỗi người chúng ta, hay là ý riêng của mình không theo ý Chúa? Và chính vì không thực hiện ý của Thiên Chúa là Cha và chúng ta thực hiện ý riêng của mình, do đó ngày hôm nay cái loài người chúng ta gặp không biết bao nhiêu là
sự đau khổ, sự chết chóc. Bởi vì chúng ta thực hiện ý riêng mà không thực hiện ý của Thiên Chúa Cha. Do đó loài người bị chia rẽ, loài người trở thành hận thù, trở thành kẻ thù với nhau, giết chóc nhau, hận thù nhau, loại trừ nhau, là bởi vì luôn luôn loài người thực hiện theo ý của mình. Do đó bài thương có mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã thực hiện ý của Thiên Chúa Cha cho nên chết và chết thân thập giá để mang lại sự sống cho mỗi người chúng ta. Chính vì thực hiện ý Thiên Chúa Cha mà Chúa chấp nhận tất cả. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn xưng mình là con cái Cha trên trời. Chúng ta phải cố gắng thực hiện và quyết tâm ý của Chúa Cha trong cuộc sống mỗi người hàng ngày. Xin mời cộng đoàn chúng ta đứng dâng lời cầu nguyện. Cầu cho hội thánh, anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho hội thánh Chúa, xin cho hội thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cùng ban cho ta được an cư lạc nghiệp, hầu tôn vinh người là Cha toàn năng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng đầu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô là đấng yêu thương gầy dựng hội thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn để hội thánh đang hiện diện khắp nơi luôn tôn kinh một niềm và mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho Đức Thánh Cha, ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô, chính Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục, xin Chúa cùng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng ngâu, Chúa đã an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng, chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha Phanxicô và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện mà ân cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắc son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho hàng giáo sĩ và giáo dân, ta hãy cầu cho Đức Giám Mục, Giám quản Giuse và Đức Cha Luigi chúng ta, và cho hàng giám mục, linh mục, phó tế cũng như mọi người phục vụ dân thánh và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thanh hoa toàn thể hội thánh. Nay chúng con tha thiết nguyện cầu xin Chúa thương cho mỗi thành phần trong hội thánh, biết theo ơn đấng bậc Chúa ban để chúng thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho các anh em dự tòng, ta hãy cầu cho các anh em dự tòng có mặt nơi đây cũng như vắng mặt, xin Chúa thương soi sáng tâm hồn họ để họ hiểu biết Chúa hơn. Xin người mở lòng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích thanh tẩy, để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng ngâu, Chúa làm cho hội thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái, xin cho anh chị em giữ tòng có mặt nơi đây cũng như vắng mặt được thêm lòng tin kinh và hiểu biết Chúa hơn, hầu xưng đang lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích thanh tẩy và gia nhập đoàn nghĩa từ của Chúa.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho các tín hữu được hiệp nhất. Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô và đang cố gắng sống theo sự thật. Xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong hội thánh duy nhất của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng ngả ngơ, Chúa muốn làm cho những ai ly tan được trở về đoàn tụ và những kẻ xung vầy được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Kitô và cho mọi người đã nhận nhận bí tích thánh tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn và chia sẻ một đức ai vững bền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho người Do Thái. Ta hãy cầu cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa làm cho họ ngày càng mến yêu danh Thánh Chúa và trung thành với giao ước của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Abraham và cho con cháu Người. Xin Chúa thương nghe lời hội thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia, cũng được hướng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiến trị muôn đời. Cầu cho người ngoài Kitô giáo. Ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi dẫn đưa họ vào đường cứu độ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lại, được hồng ân tìm chân đi. Xin cùng ban cho chính chúng con ngày càng biết tương thân tương ai và thiết tha sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian chúng con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho người vô thần. Ta hãy cầu cho những người không tin biết Thiên Chúa nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng. Xin cho họ một ngày kia được gặp thấy Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt mục một vào trái tim con người niềm khát vọng tìm kiếm Chúa, khiến cho con người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình thương Chúa. Và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy nhất có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý Chúa mà tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin khe mắt nhân từ ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho những người đang gặp đau khổ.
Anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, rủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan sình sức, giữ gìn khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho những người đang hấp hối. Lạy Thiên Chúa toàn năng ngàn ngâu, cho hằng an ủi cả ưu phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa, mà ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin cộng đoàn chúng ta ngồi để chuẩn bị mở ảnh thánh giá và hôn thánh giá. Đi là gỗ thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đi là gỗ thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Đây là gỗ thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến ở đây. Xin hôn chân Chúa tại cung thánh theo thứ tự. Thứ nhất, Cha Chủ Tế. Hai, Lễ Sinh. Thứ ba, 12 Tông Đồ. Thứ bốn, Ban Thường Vụ. Thứ năm, Ban Điều Hành 6 Khu Giáo. Thứ sáu, Đại Diện Các Hội Đoàn. Thank you.
Thank you.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thiên người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tạ xa, nước Cha chỉ lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứ chúng con. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì Cha là Chúa và Chúa quyền năng đứng vinh hiển. Lạy Chúa Giêsu Kitô, cho dì việc rước mình và máu Thánh Chúa nên cớ cho quý vết sự và lần phạt, nhưng nhờ lòng nhân lành Chúa gìn giữ và cứu độ chúng con. Đây diện Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đăng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn.
Chúa ngô nghê chịu treo. Phần con chỉ biết một Đức Kitô chịu đóng đinh và chết treo, thập hình để cứu muôn người. Giêsu, Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Giêsu, Giêsu, tình Chúa xin ao diệu kỳ. Giêsu, Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết treo khổ đau? Trong Chúa mắt môi như đang gọi ta, yêu chặt ta sao nỡ vô tâm thờ. Vòng gai đinh sắt chưa đủ khơi lên lòng cảm thương sao? Nào hãy mau quay về bên Chúa nhân từ. Giêsu, Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi, Giêsu, Giêsu, tình Chúa xin bao diệu kỳ. Giêsu, Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết? Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con. Xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà làm cho chúng con tích cực thông phần vào mầu nhiệm cao cả này, để suốt cuộc đời chúng con hăng say phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm con một Chúa đã chịu chết vì chúng con và tin tưởng sẽ được phục sinh với Người. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào mà ban cho họ ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày càng thêm tin kính Chúa và vững lòng trong cây sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và sau đây là